Xin chào các bác. Hôm nay em có đi lắp đặt cho một anh trai ở Nam Định một bộ karaoke có trị giá khoảng hơn 50 triệu một chút. Thì hôm nay em có lắp một đôi giờ CF 325 hàng chính hãng và 19 triệu. Một quả sub Coda 40 của Đức, giờ CF thì của Italy xịn. Và thiết bị đẩy thì em sẽ sử dụng con Class Y 4 kênh, 900W một kênh. Một con vang DB Acoustic D800. Đấy. Và một bộ mic 452 la mã. Với cái bộ cấu hình này thì là rất là cơ bản và cái chất âm của nó đem lại thì rất là tuyệt vời các bác ạ. Loa châu Âu, súp châu Âu đánh rất hay. Mời các bác cùng đi nghe và đánh giá chất âm nhé. Vẫn còn chỉ cầu và gió yêu.